cô có định lượng nhiêu đó là cô bán hết là thôi đó ha. Bán hết rồi. Dạ. Cô bán cũng lâu rồi, tại nhà tính ra cô nói từ 2000 mấy đến giờ. 2001. Dạ. 20 mấy năm rồi đấy chứ. Đúng rồi, bán lâu rồi. Người ta đập vô cái là kêu bánh đập đó phải không cô? Đúng rồi đó. Dạ, lấy cái tay đập vô cái là kêu bánh đập đó. Mà có người kêu bánh gập cũng được, bánh rập. Bánh gập là người quán Tâm Kỳ. À vậy đó. Bánh gập là người Tâm Kỳ. Dạ. Bánh đập nhưng mà kêu bánh gập. Dạ. Tâm Kỳ nó kêu bánh gập. Thì cô giải thích mình mới biết á, người kêu bánh gập, người kêu bánh rập, người kêu bánh gập. Bánh đập cái đúng hơn. Dạ. Đường Hồng Lạc, quận Tân Bình nữa cả nhà. Và giới thiệu với mọi người một cái món á. Dạ đúng rồi. À, giới thiệu với mọi người một cái món bánh đập đặc sản của Quảng Ngãi cả nhà. Quảng Nam. À Quảng Nam mà cô. À, dạ. Của em là 45.000. Dạ. Cô ơi, cô bán nhiêu tiền một miếng vậy cô? Một cặp 15.000. Cặp 15.000. Hôm bữa Thảo có quay Quảng Ngãi á, trong mấy cô chú anh chị nói biết Sài Gòn có không? Hôm nay đi ngang thấy cô này có bán. Dạ dạ. À, chị này chắc là khách lâu của cô rồi đó. Cô bán 25 năm à. Dạ 25 năm. Ồ, lâu dữ rồi cô. 2001. Đúng rồi, 24-25 năm. Dạ. 2001 cô bán rồi. Dạ, đã là cảm ơn chị nha. Đó là khách của cô đó. Cô ơi, bánh này là mình nhà làm luôn hay là mình lấy? Mình lấy món con à. À dạ. Cô nói là cô bán hai mấy năm rồi. Có 2001 đó chị. Dạ. Trên bán lâu lắm. Cái đó là dầu mỡ hành đó phải không cô? Dạ, để mình cho lên trên cái bánh đó cả nhà. Mình là mình bắt đầu bán từ mấy giờ cô? Thì khách hàng những cái cô khách bán hàng buổi chiều không? Buổi chiều thôi hả? Đó là 12 giờ là cô bán. Dạ. 1 giờ là cô bán. Bán đến tối. 8 giờ tối, đúng 8 giờ tối là buổi chiều. Dạ. Chứ cô không bán nhiều được. Dạ dạ. Đến tuổi đầu chứ bán lấy được rồi. Bán nén quá. Dạ. Hồi cũng đi lao lắm rồi. Đó là hồi bánh đập 500 đồng, 700 đồng trái. Hồi bao nhiêu tiền cô? Hồi đó 500 đồng một cái. 500 đồng cái ly ngon, hồi 2, hồi rượu. Dạ. Cái ly 2 nhà, 2 rưỡi, cái ly 3 nhà. Dạ. 2 rưỡi, cái ly 4 nhà, cái ly miếng. Thì lên giờ 15.000. 15.000. Dạ. Mà cái này là của hai tỉnh Quảng Ngãi với Quảng Nam là có nhiều đúng không phải không cô? Quảng Nam là chính xác chứ Quảng Ngãi cũng là cái. À vậy hả? Quảng Ngãi là mới có sau nè. Gốc ở Quảng Nam là gốc. Dạ. Quảng Nam với Đà Nẵng là gốc Hội An rồi đó. Dạ. Gốc á. Ừ. Vậy là món của cô là Quảng Nam. Quảng Nam. Dạ. Thì cái mình là ăn kèm với nước chấm gì cô? Chấm mắm đen với lại nước tương rồi nữa. Dạ. Muốn ăn chay là có nước tương. Dạ. Còn muốn ăn mặn thì nói chung là bán mắm đen nhiều lắm. Dạ. Hôm nay cô mua bù que cô đem vô. Bù que chỉ vô đem vô làm. Dạ. Chứ không mua chợ lớn ngon ngon. Dạ. Hiện tại là cái địa chỉ mà cô bán đây là số bao nhiêu cô? 207 Hồng Lạc. 207 Hồng Lạc. Dạ. À phường mấy quận Tân Bình nè cô nhỉ? Phường 11 quận Tân Bình. Dạ, phường 11 quận Tân Bình. À, cô bán 15.000 một cái cả nhà. Cô cho con 4 cái đi. Đập chung mà để riêng. Dạ đập chung luôn. Về là chỉ có trang ra là ăn thôi bạn cô. À con để ra được để riêng. Dạ. Cho nó dầu. Còn ăn liền mới đập. Dạ. Không chưa ăn là con để riêng. Dạ dạ. Để riêng bánh đi. 12 giờ trưa là cô bắt đầu bán đem ra bán. 22 rưỡi. Dạ. 8 giờ. Dạ. Bán buổi tối. Bán buổi chiều ngon mà. Không cay.
Cô có nói cả nhà nếu mà mình chưa ăn thì cô để riêng cho mình. Đúng đó, rồi, khi đúng. Nào mà ăn liền thì mới mới đập vô chứ không thôi nó mềm đi. Em ân là cô đập nha. Dạ. À là cái này là cô trang thẳng với mỡ hành vô cho khách luôn. Bánh này thì người ta đã tráng sẵn rồi cả nhà. Tráng sẵn lò tráng mình lấy mối là giống như bánh ướt cái gì đó. Bánh ướt. Đấy, giống như ngoài Huế là người ta ăn bánh ướt với thịt á thì nó là nó đó. Nó đó nhưng mà bánh ướt này bánh ướt người Trung. Dạ. Gạo không chứ không có trộn gì hết. Vô Việt Nam thì người ta biến tấu người ta cái ăn kèm. Nó hiền lắm con, mình dạ. Ăn được hết. Dạ. Gạo mà ngâm đây được, múc đây được, ta bột. Rồi bạc bỏ đi lò tráng. Dạ. Tráng bằng ta. Tráng bằng tay vậy đó. À, dạ, tráng thủ công á. Rồi. Ngon lắm. Tráng bằng ta ăn nó tốt hơn ăn bằng má. Rồi má mắt ai nó không bằng cái này. Cô nói là làm máy móc nó ngon bằng thủ công đó. Đúng rồi đó, làm ta ăn nó thật cả không phải lệnh luôn. Dạ. Cái quê của mình, dạ. Cốt truyền của mình là ăn bằng ta. À, chủ yếu là người ta mua về thôi cả nhà. Có bên về nào cũng vậy. Dạ. Mà mình cũng có chỗ ngồi. Đây cũng có chỗ ngồi ăn đâu. Dạ, của con đó. Dạ. Số một cái của em hai cái. Đây đó, hành phi với hành tươi cả nhà. Hành xào hết rồi. Dạ. Xào khô cho nó khô hơn, ủ bầm. Đây thì cô bán kỳ lắm cả nhà. Sau khi mà bán xong khách là cô đầy lại để tránh bụi. Hai con lớp bánh nữa, con lớp bào. Cái bánh là người ta đập lại cái là kêu bánh đập vậy đó. Bánh đập này mà cái khó nhất là cái gì cô? Nước mắm hả? Khó lên là mắm nêm. Mắm ba cái kìa. Mắm cực lắm con. Dạ. Mắm là cực nhất đó cả nhà. Mắm nó cũng là cái nấu thơm nữa. Dạ. Còn bánh thì ai cũng bánh đi. Nhưng mà chủ yếu phải làm mắm thôi. À, cô nói bánh thì ở đâu cũng có hết á. Đúng rồi. Nhưng mà chủ yếu phải làm mắm cực lắm. Cô làm thì lỡ ta chứ. À cô trộn á đúng không? Pha trộn. À, nấu chưa? Nấu. Dạ. Nấu mắm rồi nấu thơm. Dạ. Cũng cực lắm. Đó là bí quyết để mày mà giữ được khách hàng á. Ừ. Em mua ba cái hả? Ba cái. Trước khi mà ăn cơm chính bữa cơm á nhiều á. Cái đó vậy? Có đâu. Ăn không ca hả? Không có gà.
là một bịch ca, hai bịch không ca. Có ca hả? À, khách thích ăn cay. Một bịch không cay thôi. Cho mẹ thôi, một bịch ca. Rồi, cảm ơn chị. Thấy trái em. Thấy không? Mát tay kìa không? Nói mua là không mát liền. À, lấy cho con hai cái nhưng mà con không có ăn liền. Để ăn để riêng. Cái cho cô bỏ công ty cho con. Con gái không bỏ mà. Không, không bỏ hết. Đấy. Nhưng mình mua mình chưa có ăn liền á thì cô làm như vậy nè cả nhà. Cô để bánh riêng á. Quảng Nam đó, hồi nãy Thảo mua nhưng mà đi về tới nhà nó mềm mất tiêu. Đó. Hôm bữa Thảo có quay một cái bánh đập ở ngoài Quảng Ngãi á, mấy anh chị cô chú nói là không biết Sài Gòn có chỗ bán, hôm nay Thảo tìm được cái chỗ bán á, rồi quay cho mọi người. Đó, cái bánh hồi nãy là nó giòn rồi mọi người nghe tiếng đúng không? Nhưng bây giờ nó mềm mất tiêu rồi. Đó, nhưng mà bánh bên trong thì nó vẫn mềm ngon, tại cái bánh bên ngoài nó bánh tráng bên ngoài nó bị mềm á. Nhìn thành bánh cuốn luôn. À, thành bánh cuốn đúng rồi. Thành bánh cuốn đập luôn. Cái này là mắm nêm. Người ta cho sẵn. Mình nó sẽ có hai loại là cay và không cay nha. Đó. Ví dụ khi mà mình ăn thì mình có thể là mình xin người ta cay hoặc chín cay. Ai cũng nói hồi nãy Thảo đứng quay chút mà ai cũng nói là cái mắm nêm cô này làm ngon lắm. Chợ Bà Hoa là nhiều chỗ bán nhưng mà cái mắm nêm cô này làm ngon. À, cô cũng mặn. Có mặn mà ngon phải mặn không? Đúng kiểu miền Trung đó, đúng rồi, không phải ngọt vì cô... cay nồng nàn. Ừ, cô nói là cô làm rất là kỳ công cái khâu mà chuẩn bị cái nồi mà nước chấm này đó, cô nấu lên đó. Nói chung là bánh thì cô nói ở đâu cũng có nhiều nhưng mà cái mắm nêm mà cô làm ngon á, để người ta ăn người ta quay lại với mình đó, thì cô nói làm rất là lâu kỳ công. Bánh này mình ăn chơi cả nhà, buổi chiều chiều mua về ăn chơi. 12 giờ thì cô bắt đầu bán, 12 rưỡi chứ. Bán đến 7-8 giờ tối gì đó. Quanh khu chợ Bà Hoa thì nhiều chỗ bán lắm. Mắm nó có vị mặn, hơi bị cay cay. Nhưng mà mặn nhiều hơn là ngọt nha. Ừ, đúng rồi. Tại vì thường nấm trong Sài Gòn sẽ pha hơi ngọt hơn, đặng nghiêng theo khẩu vị miền Nam á. Ừ. Nhưng mà ở đây có vị mặn, mặn ngòi của kiểu miền Trung. Đây đúng kiểu của miền Trung luôn á. Đúng mắm của miền Trung nó nồng lắm. Cái nồng. Mùi rất là nồng, nếu như mà ai không ăn mắm được thì gọi là nói chê liền á. À. Nó mắm nồng quá. Nhưng mà em ăn đồ miền Trung nhiều rồi chắc thấy bình thường rồi đúng không? Ai mà thích ăn đồ miền Trung á thì mới nói là đúng mắm rồi, mắm ngon. Đó, cho nên là nhiều khách nói là cái bánh cô này bán ngon lắm, 20 mấy năm rồi đó cả nhà. Nhưng mà tại vì do mình lên bánh đập về cái nó bị xịu xuống liền luôn á. Đoạn đường nó xa chứ không phải là bánh cô nướng nó không có bị giòn, không có giòn. Đúng rồi. Tại do là đoạn đường từ bên chỗ mình mua về tới nhà mình rất là xa, đi phải tiếng hồ á, kẹt xe. Cho nên nó mềm quá. Ừ. Nhưng mà chỗ này ngon, nếu mà cô chú anh chị nào ở trên Sài Gòn muốn ăn bánh đập á, kiểu miền Trung, hương vị miền Trung thì mình có thể ghé địa chỉ của cô mình mua nha. Cô bán tầm buổi chiều á. Bây giờ bánh này em Thảo Vi sẽ gói lại thành cái bánh cuốn á, rồi mình chấm luôn.